Xin chào quý bà con, mình là Ly. Ngày hôm nay Ly chia sẻ cho quý bà con chúng ta về lô sầu riêng Thái cây lỡ nha. Chiều cao của cái lô cây lỡ này là cao từ 1m4 đến 1m5 nha bà con. Thì tùy theo cây, có cây thì nó cao 1m4, có cây thì cao 1m5 ha. Cây lỡ thì bên Ly nuôi dưỡng cái lô này là 6 tháng rồi nè. Tức là cái cây giống nhỏ giống như thế này nè, quý bà con chúng ta nhìn thấy không ạ? Đây, cái cây này là cái cây giống nha. Mà bên Ly sang chậu ra, sang ra là một cái chậu đất giống như thế này nè. Đất này là đất gốc gạ nha. Bên Ly sẽ mua đất nè, sang một cái chậu giống như thế này. Đất mà mình trồng cái đất gốc gạ, tức là cái lớp mặt của cái ruộng của mình trồng lúa á, thì thường thì bên Ly cũng chia sẻ cho quý bà con chúng ta là cách lên mô là mình phải gom mô cái lớp mặt của cái đất ruộng á thì mình trồng cây nó mới tốt ha. Thì Ly cũng vậy luôn, Ly cũng mua cái lớp mặt của cái ruộng á thì Ly sẽ vô để nuôi cái cây sầu riêng. À, quý bà con chúng ta nhìn thấy không? Cây sầu riêng nuôi 6 tháng nha. Tại vì mình nuôi ở trong cái chậu thì nó sẽ chậm lớn hơn khi mà quý bà con chúng ta mà trồng ra đất. Trồng ra đất mà 6 tháng như thế này thì cái tàn của mình nó sẽ hơi rộng hơn tí xíu. Cái này nè, nó hơi rộng ha. Nó xa cỡ này ha bà con. À, nó khoảng 3 cây đọt thì sầu riêng thì nó 58 ngày đến 60 ngày thì nó đi một cây đọt, thì cái này thì nó hơi chậm hơn tí xíu nè. Hôm nay thì bên Ly cũng xuất cho chủ đầu tư. Anh này thì ảnh ở huyện Hòn Đất của tỉnh Kiên Giang ha. Anh đầu tư là số lượng mấy bạn cũng đang lên thì Ly chưa đếm chính xác được, tại mấy bạn cột dây hết rồi, mấy bạn đếm số lượng lại thì Ly mới chia sẻ chính xác được ha. Đây cái đường kính của cây, đường kính của cây cái lô này thì từ 3 phân rưỡi ăn lên cái hoành gốc đó nha bà con. Hoành gốc mà từ 3 phân rưỡi ăn lên là cái cây gốc vip nó mới to, nó mới lớn giống như thế thì bên Ly mới nuôi. Thì quý bà con chúng ta về trồng cây nó sẽ nhanh lớn nha. Sầu riêng Thái là một trong những loại cây giống hiện tại đang được xuất khẩu giá cao nha bà con. Nếu anh chị nào chúng ta muốn trồng cái cây giống mà nó nhanh lớn nè, hoặc là cây trồng kinh tế cao, thì cô chú anh chị có thể là đến với lô sầu riêng Thái. Không riêng về lô sầu riêng Thái gốc lỡ này đâu nha, bên Ly còn sầu riêng Thái cây giống nữa. Dạng cây giống là nó sẽ giống như thế này đó, cây giống ha. Cây giống thì hình thức cây giống thì nó sẽ giống như thế nha bà con. Bên kia bên Ly còn nhiều lắm. Cái lô này là bên Ly đang điếm lại 150 cây nè, đang dưỡng lại cho khách. Anh chị nào chúng ta mà đặt trước á, thì bên Ly sẽ lựa riêng ra ha, để nuôi riêng ra cho chủ đầu tư hết, từ cây giống nhỏ đến cây giống lớn luôn. Tàn tán đây ha. Cây như vậy mình trồng rất là khỏe nha bà con. Sầu riêng á, tất cả các loại sầu riêng luôn, một năm đầu thì mình trồng thì nó sẽ chậm lớn, còn từ năm thứ hai đổ lên thì cây của mình nó mau phát lắm nha. Nhưng mà Ly nuôi được 6 tháng rồi, và con chúng ta về trồng bén rễ nữa là cây nó đi thêm 2 cơ đọt nữa là cây của mình nó lớn lắm nha. Thì nơi đây ngoài cái cây sầu riêng Thái ra thì bên Ly còn sầu riêng Musakin nè, sầu riêng Blackthorn nè, sầu riêng Musakin. Đây đi dạo một vòng cho quý bà con chúng ta xem cái lô sầu riêng Thái ở ngoài đi. Gốc là vip luôn, gốc từ 2 phân rưỡi ăn lên, bên Ly làm gốc to thôi nha. Gốc nhỏ nhất của bên trung tâm cây giống cũng là 2 phân, làm gốc to nên quý bà con chúng ta trồng cái cây nó mới khỏe được ha. Lô sầu riêng Thái nè, đang xả nắng. Lô này là chưa có khách nha, lô này chưa có khách nè. Gốc từ 3 phân lên, da láng này ha, tàn ở trên thì tuột đứng hết. Buổi chiều Ly thực hiện video buổi chiều thì cái cây của mình thì nó không có được đẹp lắm, tại vì cái buổi chiều thì cái lá sầu riêng nó hay bị rũ á bà con. Buổi sáng quay thì rất là đẹp nha. Còn bên đây là lô mít tú nữ sầu riêng nè, nó bên Ly đang nuôi dưỡng lại. Đây cũng có hao nữa nè quý bà con chúng ta thấy không đó, hao này ha, chắc thưa ra nhưng mà rất là kỹ nhưng mà vẫn hao nha. Đen cây nữa nè, mít tú nữ sầu riêng này nó cũng hao dữ lắm. Ly nuôi cho nó cứng rồi mới giao cho quý bà con chúng ta ha. Thì ngày hôm nay Ly chia sẻ về lô sầu riêng Thái cây lỡ nha. Cô chú anh chị nào chúng ta quan tâm thì cứ việc liên hệ trung tâm cây giống theo 2 số điện thoại hiện trên màn hình ha. Thì bên Ly có giao đường xe này cũng như là đường online. Đơn này mua nhiều ở xa thì Ly sẽ đi giao bằng đường xe. Cây to thì chắc một hàng thôi, không có chắc được nhiều. Yeah.